Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, thưa toàn thể hội diễn. Lần đầu tiên cho phép Thanh Tâm được thay mặt cho tập thể nam nữ diễn viên đến từ công đoàn viên chức tỉnh xin được gửi tới các quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội diễn thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, đến với hội diễn ngày hôm nay, chúng tôi những cán bộ công chức viên chức lao động thuộc công đoàn viên chức tỉnh mang đến hội diễn chương trình ca múa nhạc với chủ đề vang mãi khúc ca công đoàn, với các tiết mục được dàn dựng công phu đặc sắc, nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết gắn bó của dân tộc Việt Nam, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Chương trình tham gia hội diễn gồm các tiết mục màn hát múa Lời Du Chiều Vàng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, biểu diễn Hồng Minh cùng tập thể nam nữ diễn viên toàn đoàn, độc tấu sáo bông âm vang núi rừng, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh, biểu diễn Ngọc Đức, múa phụ họa Dương Duyên, Tuấn Dũng, liên khúc hát múa hát lên bài ca công đoàn, sáng tác nhạc sĩ Lê Tú Anh, Hãy Vươn Cao Hơn, sáng tác nhạc sĩ Quang Vinh, do tập thể nam nữ diễn viên toàn đoàn biểu diễn. Và ngay sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Một mùa xuân mới đến, một ngày mới bắt đầu. Bạn là người sao Thái Nguyên quê tôi, cùng tấu lên bản hoan ca để đón ánh bình minh rạng rỡ. Đẹp thức cỏ cây đồi núi, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cả bản làng yên vui ngập tràn hạnh phúc. Yeah.
trong yên ánh mặt trời. À ừ. Xây đi, xây đi, ơi vòng xanh đêm ngàn. Xây đi, xây đi, ơi tận ánh nắng vàng. Về đây, cho một thôn nước trời. Về đây cùng ta, cho mùa vàng chiếu bóng như vào gió. Sáng mông có từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là linh hồn của dân tộc, linh hồn của người Mông đầu tiên có mặt đặt tên trên trái đất này. Tiếng sáng mông bay trên những triền non cao của đại ngàn để đón những dải nắng vàng được sớm hơn, hứng những giọt sương còn đọng trên lá, cho những nương lúa thêm nặng hạt và cho lứa đôi mãi hạnh phúc bên nhau. Thank you.
Công đoàn Việt Nam là người bạn đồng hành và bảo vệ quyền lợi người lao động. Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn động viên, cổ vũ tinh thần lớp lớp công đoàn viên ý chí vươn lên, không ngừng ước mơ, không ngừng lao động sáng tạo, với dũng khát khao chinh phục những đỉnh cao mới để đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn, vươn tầm thế giới. Cùng nhau ta chung bước tới những chân trời xa.